Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với channel của Reaction. Tình hình là mình vừa mới được anh Duy anh tặng cho mình một đống lúp này. Các bạn thấy không? Đây nhá. Đó. Thì cái hôm thứ năm mình nhận được hàng thì đến sáng thứ sáu mình phải đi tiêm rồi. Và tiêm xong mình phải đi làm luôn. Đấy, thì là mình chưa review cho các bạn xem được bởi vì là cái hôm ấy là sợ tối nó bị sốt, nhưng mà tối nó không sốt thì đến sáng thứ bảy thì bắt đầu người nó bị ê ẩm lên. Đấy. Thế là hôm thứ bảy mình cũng không làm cho các bạn xem được, không làm video cho các bạn xem được. Mà thứ bảy mình cũng phải đi làm cả ngày cơ. Đấy. Ngồi trên công ty 8 tiếng đồng hồ. Chiều tối về tối mệt quá thì hôm nay chủ nhật mình mới làm video cho các bạn xem được. Các bạn có thể tham khảo qua các sản phẩm Rubik tại website rubikstore.vn và mình sẽ để link ở bên dưới phần mô tả nhé. Bây giờ mình sẽ mở cho các bạn xem bên trong là có gì nhá. Đây, đó, trong hết rồi nhá. Đây, rất là nhiều luôn này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 này. Đó, anh tặng cho mình 7 loại lốp luôn để mình về mình review cho các bạn xem. Đấy. Thì bạn nào mà muốn mua lốp thì có thể qua anh Duy để mua. Ok, mình sẽ để hình trên màn hình cho các bạn xem nhé. Và anh đã sale tất cả các sản phẩm lốp 30% đấy, từ nay đến hết 25 tháng 1, các bạn có thể qua để xem. Ok, và bây giờ mình sẽ mở ra để cho các bạn xem một này. À, thực ra ấy, thì cái này thế nào nhỉ, cái này là mình được tặng đấy, thế cho nên là hôm nào mình cũng sẽ tặng lại cho các bạn. Ok, mình chỉ mở ra mình làm video review thôi, mình đánh giá cho các bạn xem thôi. Và hôm nào mình cũng sẽ tặng lại cho các bạn nhé. Có thể là cuối năm hoặc là có thể đầu năm sau. Còn cái này thì mình cũng thử review thôi. Ok chưa ạ? Bây giờ chúng ta sẽ xem bốn cái loại này trước đi. Lát nữa thì mình sẽ test cho xin hai cái con Press 3 2020 và 2021 cho các bạn xem. Bởi vì là mình không có nhiều Rubik mà. Mình bị hack hết rồi. Giờ còn mỗi hai con này thôi. Thì mình sẽ test trên này một con main của mình cho các bạn xem. Con main của mình là Ryze 3 2020. Còn 2021 thì từ lúc mua về mình chỉ review cho các bạn xem chứ mình có chơi con đấy đâu. Rồi đầu tiên này. Lọ màu cam này. Đây là lọ lỏng nhất nhá. Này. Đó là lọ Flash Star. Đấy. Ok chưa ạ? Lọ tiếp theo này. Lọ này là lọ Farley. Đấy, pha lê. Xem nào, nó này hơi đặc một chút này, các bạn nhìn này. Nhìn cái bóng bóng nước này. Rồi, lọ tiếp theo là lọ màu xanh dương, Ocean Nick. À xin lỗi, Ocean Nick. Nick nhá, không phải Lick nhá. Hiểu kiểu gì? Đâu rồi, cái bóng bóng đâu rồi. Đây, lọ này đặc hơn lọ xanh lá nhá. Rồi, và đến lọ cuối cùng. Lọ này thì nó sẽ vẫn là loại đặc nhưng mà nó sẽ lỏng hơn lọ xanh lá và nó đặc hơn lọ màu cam. Đây các bạn có thể nhìn này. Đấy, nghe chưa? Và cái lọ này nó có một đặc điểm nó là cái lọ ánh nhũ này, kim tuyến này. Đấy. Đây là EMS. Rồi. Đây. Rất là nhiều. Ok, tiếp theo thì đến mấy cái này. Cái này là Joyce. Đó, màu hồng này. Mình nghĩ cái này nó cũng sẽ là dạng đặc thôi, dạng đặc. Và nó sẽ đặc hơn mấy cái này, nó dạng đặc kiểu dạng đặc dạng kem ấy. Chứ nó không phải là đặc kiểu mấy cái lúp kiểu này. Rồi, tiếp theo là Grace. Và cuối cùng là Magnus, các bạn nhìn rõ. Magnus. Rồi. Ok. Bây giờ mình sẽ thế nào nhỉ? Mình sẽ mở hai mấy cái này trước đi. Đây, nó dính là da lắp gì rồi. Mình dùng cái tăm bông đi. Để mình lấy cái tăm bông mình cho các bạn xem nhá. Đây. Rồi. Đấy. Thôi tí mình sẽ test luôn cái này cho các bạn xem. Mình có để qua đây đã. Test cái Grace. Ok. Tiếp theo là đến cái Magnus này. Magnus này thì nó cũng đặc bột. Nó không trong như cái này. Đục hơn. Cái này nó đục hơn cái này nhá. Vì là mình không có nhiều Rubik nên là mình không thể test hết cho các bạn xem được. Mình sẽ cho các bạn xem nó đặc hay nó lỏng như thế nào thôi. Đấy. Mẹ dính ra tay rồi.
Còn các cái video sau thì mình cũng sẽ test cho các bạn. Mình sẽ test dần. Đặc đặc này, cái này nó đặc đặc giống kiểu kem nẻ ấy. Tiếp theo thì đến cái Joyce. Để bên đây không lẫn. Cái Joyce này chỉ nó chỉ thế nào. Cứ từ đây đi. Đây. Nó cũng đặc đặc. Nhưng mà nó sẽ lỏng hơn hai cái này nhá. Đây. Đó, ngửi xem nó có thơm không. Uầy, cái này thơm vậy các bạn. Cái này thơm kiểu mùi dâu ấy. Cái hôm nay mình sẽ test hai cái đặc này trước này. Còn mấy cái này thì mình sẽ test dần ở trong các cái video tiếp theo. Chứ mình không có đủ Rubik để mình test cho các bạn được. Không có đủ Rubik để mình test cho các bạn xem được. Rồi bây giờ mình sẽ test luôn trên hai con này nhá. Mình sẽ bỏ cái này qua một bên này. Đấy. Rồi mình sẽ test luôn trên con này. Sẽ bôi luôn ở bề mặt nhá. Con này là Raspa 2021 này. Mình sẽ bôi thẳng như này luôn. Cái tăm bông này hơi to nhỉ. Thì mình lấy cái que này cho nó nhỏ. Đây, dùng cái này đi. Raspa 2021 này. Mình bôi có nhiều quá không? Mình sẽ bôi sâu sâu bên trong một chút. Ok. Lau luôn này. Đây, mình sẽ test luôn cái này. Mình sẽ quét luôn cái này. Trên con men của mình Raspa 2020. Ok, chết rồi. Đáng lẽ phải test cái kia trên con men chứ. Đáng lẽ phải làm ngược lại một chút nó mới đúng. Làm sao biết thế này có cho nhiều quá không. Rồi, cả 3 lần đi tiêm Covid về không có lần nào bị sốt cả. Tại thật. Có lần này nó người nó hơi nhức tí thôi, nhức cứ một ngày như vậy. Còn lại thì các ngày bình thường, các ngày sau nó đỡ hơn rồi. Nó chỉ nhức tay tí thôi. Và lần này tay nhức hơn hẳn. Uầy, cái này êm vãi. 2021 là mình test cái loại này nhá. Raspa 2021 là mình test cái này. Đấy. Cái Grace. Uầy. Đúng với cái tên gọi của nó luôn. Mấy cái thơm đầu. Cảm giác thế nào nhỉ? Để mình đảo cho nó đều lên này. Đầu tiên mình vừa đảo lên này, thấy nó êm vãi. Thứ nhất là rất là êm. Và rất là mượt. Và trước đó mình, trước giờ ấy, mình chưa dùng một cái loại lúp nào mà nó có cái cảm giác như thế này. Bình thường mình hay dùng là Moju V1 và Maloop. Đấy. Nhưng mà nó sẽ không êm kiểu này, nó không êm, nó vẫn mượt nhưng mà nó không mượt mà cái mượt cái kiểu dễ kiểm soát ấy. Mà nó bám dính kiểu này, mượt nhưng mà nó vẫn dính nhá. Chứ còn cái Moju V1 ấy nó rất là nhanh. Thế cho nên là mình phải dùng cái Maloop để mình kiểm soát nó lại. Nhưng mà nó không, hai cái đấy không có cảm giác dính. Mà cái này nó lại có cảm giác dính này. Đỉnh thực sự. Ui. Nghe êm vậy chưa? Quên mất lúc đầu mình chưa cho các bạn nghe cái tiếng nó như thế nào. Mấy ngày hôm trước toàn chơi kiểu test loop rồi nước nhỏ mắt các thứ. Test vào rồi. Chơi toàn có kiểu luyện tay thôi, phí trích thôi. Nhưng mà sau khi mà đổi qua dùng cái này phát xịn sò hẳn. Nói chung rất là êm và mượt. Và cảm giác ấy, cảm giác nó sẽ thế nào nhỉ? Nó
nó hơi hơi một chút nhá, chứ không phải nó dính hẳn, nó hơi một chút dính dính các cái kiểu của bạn lại, bởi vì cái này nó lúc nó kiểu dạng đặc mà. Đấy, đỉnh vãi chưởng. Rồi đến cái loại thứ hai này, trên con main của mình này, cái này là mình sẽ test, mình đã test Magnus. Thôi chết rồi, test nhầm rồi. Magnus thì phải đi với Maglev chứ, đúng không? Chết rồi, con này. Để mình đảo lên đã. Vì là thời lượng video nó khá là dài nên mình không thể test hết được cho mọi người xem, nên là có thể mình sẽ làm thêm hai cái video nữa để mình test nốt cái đống loop kia cho mọi người xem. Xem nào. Có lẽ mình sẽ phải cho thêm. Mình nghĩ là mình sẽ phải cho thêm. Mình không biết có nhiều quá không? Bởi vì nó con này chết ốc khá là chặt nên là mình không thể mở được, mình quét vào chân cạnh và chân góc được. Nếu hôm nào mình test trên con GTS2M thì mình sẽ phết lên chân cạnh và chân góc sau. Hôm nay cứ để như thế này đã. Như thế này là cũng ok đấy. Mà bình thường mình tra lốp thì mình toàn tra kiểu này, mình cứ mạo ra là mình đổ lốp thôi. Chứ mình không hay có kiểu tháo bung Rubik cho mình lốp. Chỉ có lên hình, làm video lên hình lốp cho các bạn xem thì tháo bung thôi, chứ còn hầu như ở nhà mình toàn lốp kiểu đấy. Mình cứ mạo ra đây, nhỏ lốp vào xong. Đấy, bây giờ cảm thấy nó có tác dụng rồi đấy. Cái này hình như là nó thuộc dạng đầm như vậy. Tơn đầu thì như nó thuộc dạng đầm. Đầu tiên này hơi dính dính này, dính hơn cái bên kia nhá, chắc là dính hơn rất là nhiều, dính hơn rất là nhiều. Cái kia nó chỉ tầm khoảng 2/10 cái về cái độ dính nhá, 1,5 đến 2/10, thì cái này nó tầm khoảng 8/10 về cái độ dính, dễ kiểm soát này. Nhưng mà vẫn mượt nhá, chứ không phải là đầm nhá. Nó không khực như cái cần lê lút của mình đâu. Nó không khực đâu. Nó rất là mượt. Êm hơn cái này. Xét về độ êm thì cái này tầm khoảng 6-7/10, 6 đến 7 điểm trên 10. Thì cái này độ êm nó phải tầm khoảng 8 điểm, 8-8,5 điểm. Cảm giác cái này nó thiên về dính hơn, dễ kiểm soát hơn. Cái này là không quá tốc độ này. Cái này thì những bạn kiểu thế nào nhỉ? Muốn chơi kiểu nó thiên về tốc độ tầm khoảng 70% tốc độ và 30% kiểm soát đấy. Đấy. Còn cái này thì nó lại ngược lại. Cái này thì nó 70 kiểm soát và 30 tốc độ. Ok. Đó, đại loại thì hai cái lốp này nó sẽ như vậy. Và ở các cái video tiếp theo thì mình sẽ review nốt cái chỗ này cho các bạn xem. Đây là một cái Emax nữa. Đây. Đó, thì cảm ơn anh Duy rất là nhiều vì đã tặng cho em cái này. Và đấy, nếu mà các bạn muốn mua những cái loại lốp này thì có thể qua anh Duy nhá, liên hệ với anh Duy nhá. Mình sẽ để hình ảnh trên màn hình cho các bạn xem, ok. Và anh đang sale 30% tất cả các sản phẩm ấy, từ nay đến hết 25 tháng 1 thôi. Các bạn nhanh tay nhá. Và các bạn có thể tham khảo các cái sản phẩm Rubik tại website rubikstore.vn và mình sẽ để link bên dưới phần mô tả cho các bạn xem nhá. Ok. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Sau mình sẽ review cái này. Ok. Chào các bạn.